Chẳng cần đi đâu xa, dân công nghệ sống ảo với hàng nghìn góc ở ngay văn phòng. Dưới ống kính của các kỹ sư công nghệ, khu văn phòng làm việc Thao 3 của FPT Software tại khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế với ý tưởng Building in the Park, nổi bật với nét hiện đại và đầy sống động, toàn cảnh văn phòng một ngày chớm hạ. Sắc xanh trong của bầu trời làm nền hoàn hảo cho màu sơn trắng sữa của tòa nhà, tạo nên một tổng thể hài hòa và tươi mát. Quân thể văn phòng Thao 3 từ trên cao nhìn xuống, như ôm trọn một khu công viên thu nhỏ. Góc máy được nhiều kỹ sư công nghệ đam mêm nhấp ảnh chụp nhiều nhất tại Thao Ba Kể từ khi được khánh thành. Với thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Scandinavia của Thụy Điển, khu vực cầu thang được thiết kế xoáy trôn ốc biến hóa dưới góc nhìn của các tay máy nghiệp dư, tựa như những mê cung trong thần thoại Bắc Âu. Một góc bên trong khu làm việc của các kỹ sư công nghệ được thiết kế cập nhật phong cách Azo Oxway, tạo không gian thoải mái và sáng tạo. Ai bảo khu ăn uống là góc không sống ảo được nhỉ? Ánh nắng ban chưa phản chiếu lên nền tường vàng rêu trông thật thanh bình mà vẫn nghệ, nằm trong top bình chọn các khu vực được ghé thăm nhiều nhất trong Phao Ba, phòng đọc sách có không gian rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh. Các câu đơ ghi lại khoảnh khắc tia nắng đầu tiên trong phòng hé dạng, như tô điểm thêm chất ngôn tình cho địa điểm này. Dàn cây leo đổ bóng tại khu hành lang ngoài Thao Ba hứa hẹn, trong vài tháng tới sẽ biến hóa thành một bức tường xanh mướt, mát mẻ giữa cái nắng nóng xài thành. Chiều hoàng hôn buông đã dần phai, giây phút người đồng nghiệp suy tư, ngẩn ngơ với những dự án còn răng dở, trong ánh chiều tà cuối ngày được bắt chọn một cách tinh tế, mặt trời rót xuống văn phòng những giọt nắng màu mật ong giòn rụ. Bức ảnh chụp sân sau của Phthao Ba được đặt tên Sunset Catcher, khiến người xem liên tưởng tới giây phút mặt trời lặn tại Los Angeles, Mỹ. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.